Quý vị đang theo dõi kênh YouTube MC Khánh Linh USA. Khánh Linh hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia của Mỹ. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Chuyện Gì Hot với phương châm giúp đỡ cộng đồng và nói không với fake news và COVID. Còn chần chừ gì nữa nào? Hãy cùng đăng ký kênh và bấm vào cái chuông để quý vị sẽ là những người đầu tiên theo dõi những tin tức cập nhật mới nhất. Xin chào quý vị, chúc quý vị một ngày mới thật an lành, hạnh phúc và làm việc thật vui quý vị nhé. Thưa quý vị, Khánh Linh xin trở lại với quý vị trong chương trình Chuyện Gì Hot. Khánh Linh xin báo đến quý vị một tin vui và một tin buồn. Vui như thế nào và buồn ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi chi tiết bản tin của ngày hôm nay nha quý vị nhé. Thưa quý vị, đầu tiên nói tin vui đi, hay là quý vị muốn nói tin buồn? Thường người ta muốn nói tin buồn trước và nói tin vui. Tin vui là chính phủ đã bắt đầu thêm tiền ra để giúp cho những ai mà đang thiếu nợ tiền nhà mà không có trả được đó quý vị. Còn tin buồn là có thêm một tiểu bang nối gót những cái tiểu bang khác nữa để làm gì? Bắt buộc là bây giờ nhận tiền thất nghiệp là phải đi tìm job, và cái việc mà người ta kiểm tra mình có tìm job hay không rất là gắt gao thưa quý vị. Thì sau đây Khánh Linh xin mời quý vị hãy cùng nghe trước tin vui đi. Tin vui là cho tiền nó vui lắm. Vui. Thưa quý vị, thì những ai mà đang mướn nhà ha, hay là đang bị behind cái tiền trả nhà, có nghĩa là bị chậm trễ cái tiền trả nhà đó, mà có thể bị trục xuất ra ngoài, thì quý vị cũng nên vui một chút xíu. Tại sao? Tại vì ngày 7 tây tháng 5 vừa qua là ngày thứ 6 đó quý vị. Thì ở bên kho bạc nhà nước US Treasury ha, đã có ban hành ra cái việc mà gọi là cung cấp 21.6 tỷ đô la để giúp cho những người renter, những người đang mướn nhà. Và kỳ này họ có thay đổi cái luật lệ chút xíu, họ thay đổi cái guideline chút xíu. Tại sao? Vì họ nói đó là họ sẽ trực tiếp cho những agency của địa phương hay là của tiểu bang, của local đó giải quyết để giúp cho những cái người renter này, giúp cho những cái người mà đang thiếu tiền nhà này ha. Nếu mà nha, cái landlord, cái người chủ nhà đó cũng không chịu tham gia cái chương trình này, thì họ nói thì họ sẽ cho những cái người local agency, những người agency của tiểu bang nè hay là địa phương sẽ giúp trực tiếp cho những cái người đang thiếu tiền nhà. Không cần đợi những cái người landlord, không cần đợi những cái người mà chủ của những cái nhà mà mình cho mướn có tham gia vào cái chương trình của chính phủ này hay không, người ta cũng không khè. Tôi sẽ có người giúp cho quý vị trực tiếp đến cái người mướn nhà luôn, chứ không cần đợi là landlord có tham gia hay không tham gia, đồng ý hay không đồng ý. Và họ nói qua cái chương trình và cái điều lệ mới này thay đổi đó, thì cái việc mà cái người mà mướn nhà được nhận tiền trợ giúp, nó gọi là rental assistance đó quý vị, thì cái thời gian mà quý vị đợi nó sẽ giảm xuống một nửa. Họ nói là chỉ còn 5 ngày mà thôi. Cho dù là bên landlord có đồng ý hay không đồng ý thì cũng là 5 ngày là tối đa thôi, là cao nhất. Hồi xưa thì chắc 10 ngày hơn á quý vị. Cho nên bây giờ họ cắt giảm xuống còn 5 ngày thôi, để mà người dân có thể có được tiền liền, mau mắn liền, để họ có cần thì phải có liền, chứ trời, chắc đợi mấy tháng sau chắc người ta ra ngoài đường ở luôn rồi, đúng không thưa quý vị? Và họ nói cái chương trình này là những cái local agency, là những cái local địa phương đó quý vị, agency đó, là không được evict người ra, có nghĩa là không được trục xuất những cái người thiếu tiền nhà này ra khỏi nhà ha, nếu mà bị thiếu tiền nhà trong suốt những cái tháng qua. Và tới cuối tháng 4 vừa rồi á, thì có khoảng 7 triệu người dân Mỹ bị thiếu tiền nhà, tiền rent, và 40% của những cái người này á, sẽ bị trục xuất ra khỏi nhà vào 2 tháng nữa. Cho nên là cái chương trình này sẽ giúp ích được khoảng 7 triệu người đang thiếu tiền nhà. Và Khánh Linh được biết trong những cái chương trình trước đó quý vị, thì khi mà quý vị thiếu tiền nhà đúng không, thì chúng ta gọi lên cái công ty mortgage hay như thế nào đó để chúng ta xin người ta hoãn lại. Nhưng mà khi mà tới hết cái thời điểm mà người ta hoãn lại thì chúng ta phải trả tiền gấp 3, gấp 4 lần, tại mấy tháng dồn lại rồi, nhiều quá, nhiều khi đùng một cái kêu tôi có một đống tiền để tôi trả, làm sao tôi trả cho nổi, đúng không? Thì hy vọng rằng những ai đang còn lãnh tiền thất nghiệp thì chúng ta cũng saving cái tiền đó, để chúng ta có tiền để chúng ta trả những cái chi phí cho gia đình của chúng ta, để đừng có để dồn lại, thì nó rất là, thiệt sự là rất là nhiều tiền lắm quý vị. Khó lắm, ở Mỹ này bill rất là nhiều đúng không quý vị? Thưa quý vị, và sau đây là tin buồn. Buồn cỡ nào? Đây là
tiểu bang Cho Trà bị ảnh hưởng nha quý vị ha. Nếu mà những ai đang ở Cho Trà hay là những ai có bạn bè đang ở Cho Trà thì xin chia sẻ cái video này đến những người bạn ở Cho Trà của mình quý vị nhé. Vì sau khi tiểu bang Montana nói là sẽ chấm dứt tiền thất nghiệp của liên bang 300 một tuần vào ngày 27 tháng 6, thì tiểu bang South Carolina cũng nối bước theo sau luôn, cũng sẽ quyết định cắt luôn tiền liên bang vào ngày 30 tháng 6. Và khi mà họ cắt tiền liên bang như vậy thì những ai đang lãnh tiền thất nghiệp của chính phủ mà trên cái chương trình mà PUA nè, là dành cho những ai làm self-employed, gig worker hay là independent contractor nè, là những người làm nail, làm tóc hay ai lãnh 1099 đó, đó, nói chung chung là vậy đi, thì sẽ không được nhận tiền trợ cấp của cả tiểu bang và liên bang. Và PEUC luôn nha quý vị nhé, thì cũng không được luôn nha quý vị nhé. Đây là tin buồn. Và tiếp theo đó là tiểu bang kế bên South Carolina, là kế bên đó là Georgia, là tiểu bang Khánh Linh đang ở đó quý vị. Thì ông đứng đầu của bên Georgia Department of Labor, đó là ông Mark Butler, thì ông cũng đã lên tiếng, ông đã thông báo luôn rồi thưa quý vị. Và ông thông báo vừa ngày thứ sáu vừa qua, thì ông nói đó là bây giờ Georgia sẽ làm khó khăn hơn về cái việc mà xin tiền thất nghiệp, và sẽ bắt đầu cho trở lại kêu người dân, những ai đang lãnh tiền thất nghiệp phải khai mỗi tuần, khi chúng ta certify lấy tiền thất nghiệp chúng ta phải khai 3 chỗ việc làm mà chúng ta đã xin trong tuần vừa qua. Vì họ muốn là xin tiền thất nghiệp á, là phải đi tìm việc làm, chứ không phải xin tiền thất nghiệp mà ở nhà không, không xin việc làm. Thì hồi trước là như vậy, nhưng mà vì đại dịch không có việc làm nên họ hoãn lại, không cần phải xin việc làm. Mà bây giờ thì ai cũng đã chích ngừa rồi, giống như người ta business mở cửa trở lại hết rồi. Bây giờ những cái business đang rất là thiếu người, họ không có muốn là business bị short người làm việc nữa, ha, thiếu người làm việc nữa. Cho nên bây giờ họ muốn á, là sẽ cho cái việc mà certify việc làm, chứng minh là những cái nơi nào mà chúng ta đi xin việc, ít nhất phải là 3 chỗ chúng ta xin việc thì họ mới tiếp tục cho chúng ta tiền thất nghiệp, còn không là sẽ không cho nữa nha quý vị nhé. Thì họ chưa có xác định được ngày nào, nhưng mà Khánh Linh nghĩ đó là họ nói là họ muốn ready cho có đủ nhân lực để vào cái mùa hè summer, khi mà những cái tháng mà du lịch của bên tiểu bang Georgia mở cửa lại hết, những cái khu vui chơi này nọ đó, là phải có đủ nhân lực để làm việc đó. Thì Khánh Linh nghĩ là bắt đầu chắc tháng 6 đó, quý vị ơi, chắc tháng 6 đó. Và họ nói nha, kỳ này họ không có cà rỡn, họ làm sẽ very aggressive, họ sẽ làm việc rất là năng nổ. Như thế nào? Khi mà chúng ta submit 3 cái chỗ địa điểm, không phải chúng ta muốn ghi đại tên chỗ nào không được đâu nha, mà họ sẽ cho người gọi điện thoại ra từng nơi mà quý vị khai trong đó là quý vị đã xin việc làm. Họ sẽ hỏi là có cái cô Nguyễn Nhân A đó nha, có xin việc làm không, để cho họ biết. Phải xác định như vậy luôn đó, chứ không phải là ồ thôi tôi ghi đại tên tiệm này vô. Không, họ sẽ gọi ra để xác minh là mình có xin việc làm hay không nha quý vị nha. Và quý vị sẽ bị cắt tiền thất nghiệp ngay lập tức nếu chúng ta từ chối trở lại làm, nếu cái công ty cũ hay là công ty mà chúng ta đã từng làm qua mà kêu chúng ta lại làm mà chúng ta không chịu đi làm. Thì người ta không có nói là tại sao lý do không chịu đi làm hay là giá thấp hay như thế nào, thì người ta không nói, mà refuse return to work là bị cắt tiền thất nghiệp, hay là refuse job offer, nghĩa là ở chỗ đó nó offer mình cái giá mình không đồng ý đi làm, mình cũng không được luôn, mình cũng bị cắt tiền thất nghiệp luôn. Và doesn't show up for the interview, có nghĩa là tới ngày đi interview không chịu xuất hiện. Mình tưởng là chơi chơi thôi, nói đại vậy thôi, người ta kêu interview thì nghỉ, không cần đi, cũng được tiền thất nghiệp. Không nha quý vị, không show up ngay ngày interview, người ta interview mình mà mình không show up đó, cũng bị mất tiền thất nghiệp luôn đó quý vị ơi. Hy vọng là chúng ta sẽ biết được cái ngày đó sớm nhất nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.